Tại các giao lộ lớn, ngã ba, ngã tư là những nơi có mật độ giao thông qua lại đông đúc nên luôn có đầy đủ hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Tuy nhiên, đèn vàng lại chỉ xuất hiện trong thời gian rất ngắn, trong khi không phải nút giao cắt nào trên đường cũng có đèn báo thời gian cho tín hiệu đèn giao thông. Nên nhiều người tham gia giao thông rất dễ rơi vào tình trạng tiến đùi đều sai. Do đó, quy định bỏ cấm tuyệt đối vượt đèn vàng trong luật trật tự an toàn giao thông đường bộ nhận được sự đồng tình từ phía người dân. Ba dây đèn vàng đấy lúc mình đi qua, mình lại vô tình đi qua mất rồi thì bỏ cái đấy đi thì nó cũng hợp lý. Bởi vì đấy, nó cũng nhiều trường hợp nó không bất khả kháng, không thể nào mà lúc mình dừng lại thì là đã qua đây, qua vạch rồi. Bây giờ đèn vàng cái họ cố đi cái đến khi họ bật đèn đỏ lên lại lỡ trớn, lại nhỡ cho cái người cái nhịp đèn xanh kia. Thế nó cũng dở. Tôi ngồi nhìn đấy thì nhiều cái bị nhỡ đèn vàng, nhỡ chạy đến giữa đường cái thì lại đèn đỏ bật lên cái lại đứng đấy. Đứng đấy thì cái đèn xanh họ đến tín hiệu đèn xanh họ đi qua họ lại vướng. Tuy nhiên cũng có ý kiến lo ngại việc bỏ quy định cấm tuyệt đối vượt đèn vàng sẽ khiến người dân đi lại khó khăn hơn. Đi lại nó sẽ khó, phải đi phải nhường nhịn nhau, phải ngã tư qua ngã tư ngã ba nó phải nhìn, vì nó ba bốn hướng người ta đi vào một đường thì mình đi mình phải quan sát hơn, không như đèn vàng đèn đỏ là mình phải dừng lại để mình để hướng khác người ta đi. Với quan điểm tiếp thu và chỉnh sửa phù hợp với thực tế xã hội và thông lệ quốc tế, luật trật tự an toàn giao thông mới đây đã bỏ quy định buộc người tham gia giao thông phải dừng trước vạch khi có đèn vàng, được thay thế theo hướng kế thừa những nguyên tắc vốn có hiện nay, đó là được phép đi tiếp nếu đèn tín hiệu chuyển sang màu vàng, nhưng phải giảm tốc độ và chú ý quan sát phương tiện từ các hướng. Tín hiệu từ đỏ chuyển sang vàng hay từ xanh chuyển sang vàng là cái nó như là cái dự lệnh. Đấy, dự lệnh. Thành thử là xanh thì người ta vẫn cứ có quyền để đi. Ngược lại đỏ người ta cũng bắt đầu được xuất phát. Người ta quan niệm đèn vàng là cái đèn dự lệnh thôi. Dự lệnh thì tôi vẫn có quyền để tiếp tục thực hiện cái mà chúng tôi đương được phép. Theo quy luật, tổ chức đèn tín hiệu đèn vàng không chỉ là dự lệnh, đèn cảnh báo mà đó còn là thời gian để những phương tiện đang ở tâm nút giao có thời gian thoát ra khỏi nút khi các dòng phương tiện đang bắt đầu di chuyển ở pha đèn xanh. Khoảng thời gian này giúp nút giao thông thoáng và thường kéo dài từ 3 đến 5 giây, tùy vào lưu lượng phương tiện và tốc độ di chuyển cho phép trên tuyến. Khoa học hiện đại bây giờ về quản lý giao thông và cái tín hiệu trong tham gia giao thông ấy, là chỉ có dự lệnh và động lệnh thôi. Một là đi, hai là dừng. Như thế thì mọi người người ta tự gọi là kiểm soát được cái tốc độ cũng như cái tâm lý của người ta khi tham gia giao thông và nó sẽ an toàn hơn và có trách nhiệm hơn, tránh cái tình trạng mà lại một khoảng lặng ở giữa. Và khoảng lặng đó thì mọi người đều có thể là có thể cố vận dụng để mà mình gọi là vượt qua hoặc là tăng tốc sớm lên để khởi hành thì nó đều gây ra những cái thời điểm tai nạn rất nhiều. Đèn tín hiệu giao thông có 3 màu, xanh, đỏ, vàng. 3 màu này đều có quy định rõ ràng. Để khi đèn bật sáng, người tham gia giao thông có những ứng xử phù hợp, đảm bảo an toàn. Trong Công ước viên năm 1968 về giao thông đường bộ đã chỉ rõ về tín hiệu đèn giao thông. Do đó, việc điều chỉnh mới nhất này sẽ là cơ sở để các tài xế tuân thủ pháp luật, lực lượng chức năng cũng dễ dàng thực thi công vụ, tránh những tranh cãi không đáng có.